Anh thấy mặt bé cũng lanh, chắc là làm được việc. Dạ, chị chủ cho em xin phép ở lại phụ mẹ mấy bữa nha chị. Cái bàn tay đàn ông này là của ai vậy? Cái nhẫn này, rồi cái vết sẹo này nữa. Cái chung cư cao cấp anh hứa với em á, anh đặt cọc rồi. Tầm khoảng tháng sau là họ giao nhà cho mình nè. Phải giữ lời, đàn ông mà. Dạ. Nói á, thì mình phải giữ lời, chứ lại em á phải phục vụ để mà anh cho nhà, cho xe, đúng không? Em ơi, bình tĩnh. Cô là ai vậy? Sao tự dưng vô nhà của tôi? Cô với cậu đi làm về rồi hả? Ai cô hai? Này là con gái của tôi, nó đang học đại học á. Mấy bữa nay cái lưng tôi đau quá, tôi kêu nó qua phụ tôi á. Sao mà thêm người thay người, không có báo cho con một tiếng vậy? Tôi có điện thoại cho cô hai, mà tôi điện không có được. Tôi thấy nấu cơm không kịp cho nên tôi gọi em bé qua luôn. Tôi tính cô cậu về rồi tôi nói cô cậu sao. Không sao đâu vợ, em ngồi xuống đi. Cô hai cái lưng bị đau như vậy thì mình đâu có trách được. Ai làm thay cô hai cũng được mà. Anh thấy mặt bé cũng lanh, chắc là làm được việc. Dạ, chị chủ cho em xin phép ở lại phụ mẹ mấy bữa nha chị. Vậy cô coi cô hướng dẫn em nó làm, làm sao cho nó cẩn thận giùm con cái. Dạ, tôi biết rồi cô. Cô hai ra nấu cơm nha. Dạ. Đi em. Ủa, đi gì coi coi. Bộ hết đồ bận rồi hay sao mà bận đồ rách vậy? Tại em thấy áo con mặc được nên là em mặc thôi à. Với lại mua chi cho nó tốn kém, mẹ em làm để đóng tiền học cho em là em vui lắm rồi. Vậy thôi làm đi, để chị lên chị coi còn bộ nào mà nó bận được á, chị soạn chị cho. Thì hả chị? Em cảm ơn chị trước. Tôi nha. Cảm ơn cô chủ nhiều nha. Dạ, làm đi nha. Dạ. Đừng có làm nữa. Sao? Mỗi lần mà anh thấy em lau dọn vậy anh thương quá à. Em không ấy, bây giờ em nói với mẹ em á, về quê nghỉ ngơi đi. Chứ anh thấy mẹ em cũng lớn tuổi rồi, để mẹ em làm ô sin cho nhà anh vậy tội nghiệp lắm. Em ở đây á, làm ô sin cho nhà anh suốt đời được không? Đâu có được. Em còn phải đi học nữa mà. Em còn chuẩn bị đóng tiền học phí nữa. Mà không dám nói cho mẹ biết, tại vì mẹ đang bệnh. Có Hiếu dễ sợ luôn trời. Anh nói thiệt nha, anh mà thấy ai có Hiếu anh thương lắm á. Em đừng có lo, cái tiền học phí với cái tiền trị bệnh cho mẹ em á, anh lo hết. Anh nói thiệt không? Anh nói thiệt mà. Nhưng mà hôm trước anh hứa với em là anh mua xe cho em đó. Tại vì cái xe của em nó hư rồi. Với lại á, anh hứa là anh mua chung cư cho em đó, anh nhớ không? Em yên tâm đi, cái chung cư cao cấp anh hứa với em á, anh đặt cọc rồi. Tầm khoảng tháng sau là họ giao nhà cho mình nè. Chờ anh tháng sau nha. Ha. Anh nói nghe nè, vợ của anh á đi về quê thăm mẹ 3 ngày mới lên. Trong 3 ngày này á, em phải làm sao cho anh thì lúc đó em muốn bao nhiêu căn nhà anh cũng mua cho em được hết á. Nhưng mà anh có đủ sức để cho em phục vụ anh không? Đủ chứ, anh mạnh lắm á. Với lại anh hứa cái gì với người ta thì nhớ giữ lời đó nha. Anh sẽ giữ lời chứ. Đúng rồi, phải giữ lời. Đàn ông mà. Dạ. Nói á, thì mình phải giữ lời, chứ lại em á phải phục vụ để mà anh cho nhà, cho xe. Quên, khỏi cần mua nhà mua xe luôn. Nhà nè, ở dưới có chiếc xe của em á, lấy đi anh, cho hết, khỏi cần mua tốn tiền. Đúng không? Sao em nói em về ngoại 3 ngày mà em lên sớm vậy? Thì lên sớm tôi mới bắt được cái cảnh này, chứ tôi về 3 ngày sao tôi biết được. Đúng không? Em nghe nói nè. Khỏi, biết hết rồi, khỏi cần giải thích. Đi qua bên đây. Lẹ. Đừng có đánh người ta nha. Chị em xin lỗi. Chị có làm gì đâu mà tự nhiên em xin lỗi. Đâu, chị coi coi cái áo nó còn rách không, để coi có rách chỗ nào không.
cha này không bận áo rách nữa ha em. Nhưng mà lần sau á, mình là ô xin, mình phải bận đồ cho nó kín cổng cao tường đồ. Cái này sẽ hơi sâu, kỳ lắm. À chị quên, sao mà bận đồ ô xin được? Em quen chồng của chị á, lại phải bận đồ giống vậy rồi. Chà, tính ra đây là con người thiệt của em hả? Hèn gì chị thấy em check in mấy cái chỗ toàn là sang trọng thôi à. Thì tính ra đâu cần làm ô xin nữa, mình lấy cái vốn tự có của mình á, mình cũng giàu, mình cũng sang được mà, đúng không? Sao chị biết? Tại vì mẹ của em, nhờ mẹ em mà chị mới biết được luôn á. Cô chủ giúp tôi này cô chủ. Gì vậy cô hai? Tôi không có rành xài này. Mỗi lần điện thoại cho con bé qua là tôi thấy cái hình nó mặc cái áo thun màu xanh. Mà giờ tôi tìm hoài tôi không thấy, với lại tôi không có biết chữ á. Cô chủ tìm giùm tôi nha. Cô hai ngồi đi. Dạ. Áo màu xanh hả cô hai? Dạ. Áo thun màu xanh đó cô chủ. Có phải hình này không cô? Dạ đúng rồi cô chủ. Cảm ơn cô chủ nhiều nha. Để tôi xuống sau tôi gọi cho nó. Cô hai, cho con mượn lại cái điện thoại được không? Dạ được. Sao mặc nhiều đồ đẹp vậy? Rồi còn check in ở những nơi sang chảnh không à? Ủa, cái bàn tay đàn ông này là của ai vậy? Cái nhẫn này, rồi cái vết sẹo này nữa. Ủa cái tay này là tay của anh Khánh mà. Sao tự nhiên lại làm đất ti của con Hoa? Chị ơi, em xin lỗi chị. Em cũng lỡ dạ lần đầu, chị tha lỗi cho em nha. Tại anh Khánh, anh cũng dùng tiền anh dụ dỗ em, mà em cũng đang khó khăn nữa. Chị ơi, chị tha lỗi cho em nha chị. Em hứa là em không có dám tái phạm nữa đâu nha chị. Tao chắc cho mày nhớ, nếu như mày thương mẹ của mày á, mày bỏ cái nghề này gấp cho tao, đi kiếm một công ăn chuyện làm nào đó cho nó đàng hoàng mà làm. Nghe rõ chưa? Còn nếu như tao vẫn biết mày ăn không ngồi rồi, xài tiền của người khác, tao không tha cho mày đâu. Dạ em nhớ rồi. Nhưng mà chị ơi, chị đừng có cho mẹ em biết nha chị. Mẹ em đang bệnh á. Cút! Em ơi, thật sự là nó dụ dỗ anh á. Nó thấy nhà mình có điều kiện, có tiền em, nên nó mồi chài anh, nó lôi kéo anh. Chứ anh lúc đầu á, nó rùa anh, đâu có chịu đâu. Rồi em cũng biết rồi đó, nó sinh viên mân mởn mà, làm sao mà anh có thể cầm lòng cho được, nên anh bị nó dụ dỗ, đúng không? Đúng rồi, bị nó dụ dỗ. Xong rồi anh lấy tiền của tôi, anh đi đặt cọc căn hộ chung cư cao cấp cho nó, phải không? Em biết chuyện đó luôn hả? Sao mà không biết được? Những cái thông tin mà anh mua căn hộ cho nó và điện thoại của tôi hết mà. Hả? Em ơi, không sao hết á. Anh sẽ nói lại với bên dự án. Anh lấy tiền cọc lại, anh trả hết lại cho em nha. Lấy được hết á. Em ơi, bình tĩnh, em đừng quấn anh, ơi. Anh đang nghĩ em đó em. Đừng quấn anh đâu. Tới nước này rồi mà anh vẫn còn hèn đến như vậy hả? Bây giờ mới hối hận hả? Vậy tại sao cái lúc mà trước khi làm chuyện này á, anh không suy nghĩ về hậu quả đi? Nếu như anh thích trâu già khoái gầm cỏ non thì ngày hôm nay tôi cho anh tội nguyện. Bước vô trong kia, lấy đồ, cút ra khỏi nhà tôi liền ngay lập tức. Không em ơi, anh không có đi đâu em ơi. Đừng có đuổi anh đi mà vợ. Anh phải ra khỏi nhà là tao nói mày đi chưa?